Trưa ngày 5 tháng 11 năm 2022, đơn vị nắm bản quyền Miss International tại Việt Nam đã công bố tài trợ hai chiếc gương miệng cho cuộc thi Miss International Hoa hậu quốc tế và Miss International Japan. Buổi họp báo thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp Việt. Bên cạnh đó là sự có mặt của nhiều nàng hậu đình đám như Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Kiều Loan. Tại sự kiện, các mỹ nhân đều diện những váy áo lộng lẫy lấy màu trắng làm chủ đạo. Top 3 Miss Gu Việt Nam 2022 đã hội tụ tại lễ công bố, cùng nhau khoe nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Đáng chú ý hơn cả chính là sự xuất hiện rạng rỡ của Miss International 2019 Sireton Lee Hiram Watt. Là nhân vật chính tại buổi công bố vương miện, nàng hậu quốc tế khoác lên mình chiếc đầm trắng xẻ cao tinh tế, qua đó khoe đôi chân dài và sắc vóc chuẩn chỉnh. Trí tuệ, khả năng chủ động và sự nhạy cảm về thế giới. Và sau khi đăng quang, Hoa hậu quốc tế sẽ là người mang sứ mệnh đẩy mạnh hòa bình trên toàn cầu, dùng sự hiểu biết của mình để truyền đi thông điệp thiện chí đến với tất cả mọi người. Ladies and gentlemen, Miss International is one of the big beauty contests in the world. Started since 1960, Miss International aims to find girls with beauty, intelligence, confidence and amenity. And after being crowned the new Miss International, và Miss International Japan thành công rực rỡ cũng như là gây được nhiều tiếng vang trong cộng đồng yêu mến sắc đẹp. Ladies and gentlemen, we are witnessing the signing ceremony between the representative of Miss International Vietnam and the crown maker, Long Beach Pearl. And right now, we would like to invite Mr. Stephen Inventaria to present the flower. Thank you. And now we would like to invite Mr. Stephen Inventor Diaz, please remain with us on the stage to have a few words. And also. Dạ vâng, và bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đếm ngược với chúng tôi nha. Dạ vâng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón hai chiếc vương miện. Miss International và Miss International Japan 2023. Quý vị thân mến, như vậy là hai tuyệt phẩm vương miện của chúng ta đã chính thức lộ diện. Và để có cái nhìn cận cảnh về hai chiếc vương miện vô cùng quyền lực này, xin mời quý vị sẽ nhắm mắt về màn hình để theo dõi đoạn phim ngắn sau đây. Ladies and gentlemen, and now for more detailed information about incredibly powerful, luxurious and sophisticated crown will be released through the short film video. Nối tiếp hành trình của Ngọc đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển, thương hiệu Long Beach Pearl khẳng định tinh hoa chế tác với hai tuyệt phẩm. Vương miện Miss International, cổ phần giải trí Sen Vàng, tổng giám đốc công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng, giám đốc quốc gia Miss International Việt Nam và ông Stephen Inventor Diaz, giám đốc liên kết quốc tế của Hiệp hội Văn hóa Quốc tế. Now, Miss Beauty Mỹ Cảnh, founder of Long Beach Pearl, will hand over the crown Miss International Japan to Miss Phạm Kim Dung, president of Sen Vàng Entertainment Johnstone Company in general, director of Sen Vàng Commercial Advertising Johnstone Company, national director of Miss International Vietnam. And she will hand over to Mr. Stephen Inventor Diaz, director for international affairs of ICA. Mặt trời trên núi Phú Sĩ cũng chính là tên của chiếc vương miện đại diện cho tình yêu thương và lòng bao dung của Tân Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2023. Ladies and gentlemen, Sun on Mount Fuji is also the name of the crown. Chào mọi người, tổ chức vương miện này chính là Miss International 2019 Sireton Via Rabua. Hy vọng rằng chiếc vương miện mới này, một biểu tượng quyền lực mới, sẽ giúp cho cuộc thi Miss International ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn nữa. Ladies and gentlemen, we are witnessing an extremely meaningful moment when the brand new edition of Miss International crown is being awarded to the reigning Miss International 2019, Miss Sireton Lee Rabua. Hopefully, with the new crown, this new symbol of power will have the Miss International contest grow and prosper even more.
And now, Mr. Stephen, please hand over the crown to our Miss International, Siriton Leah Rambwan. Please give a big round of applause for this very, very special moment on stage.